Vâng, xin kính chào bà con nhé. Rất vui được gặp bà con trong video ngày hôm nay của kênh Chuyện Nhà Nông. Và trong video ngày hôm nay thì tôi xin chia sẻ với bà con về cái cách mà chúng ta làm cái vợt để bắt con chuồn hương. Thì nói chung là kênh Chuyện Nhà Nông thì cũng cố gắng là hướng đến một cái những cái video phổ thông. Có nghĩa là những cái video đây hướng đến những cái bà con đang chuẩn bị nuôi con chuồn hương. Hoặc là những bà con mới nuôi con chuồn hương thì nó xuất phát như thế này. Nói chung ngày xưa đấy thì tôi khi mà tôi nuôi con chuồn hương này thì một mình cũng tự mày mò rất là nhiều, phải tự học. Thế cho nên là nhiều khi hiểu được vấn đề đó thì tôi mới lập lên cái kênh Chuyện Nhà Nông này, chủ yếu là chia sẻ các cái video về con chuồn hương nói chung, để cho những bà con đang tìm hiểu và những con bà con mới nuôi á, chúng ta ít nhiều có một cái kênh tham khảo gọi là chính thống đó, và có những cái kiến thức cơ bản nhất để bà con có thể là phát triển cái con chuồn hương này làm sao nó thành công. Thì đấy là những cái video mà tôi muốn hướng tới. Thế còn những bà con nào mà đã nuôi mà chúng ta đã có kinh nghiệm rồi thì chúng ta có thể là bỏ qua những cái video như thế này. Thì thực sự là cái gì cũng vậy, nó cũng đi từ những cái cơ bản đến những cái cao hơn. Thì trong cái việc mà chúng ta thiết kế những cái chuồng trại hay là những cái đơn giản như là cái vợt chẳng hạn để bắt con chuồn hương cũng rất là quan trọng. Thì bà con thấy rằng là trong tất cả các con vật nuôi đấy, thì chúng ta nuôi nó đều quen và chúng ta có thể là thuần dưỡng được. Tuy nhiên có cái con chuồn hương ấy, thì nó có một cái đặc biệt hơn, đó là dù chúng ta có thuần dưỡng ấy, thì cũng có con nó rất là dữ. Trong số ít những cái con chúng ta có thể là thuần được, chúng ta có thể ẵm bế được thì những cái con đó thì không nói làm gì. Còn đa số là chúng ta mặc dù là chúng ta chăm nó hàng ngày, cho ăn hàng ngày, nhưng mà nó lớn nó càng dữ thì cũng bà con cũng không phải băn khoăn cái vấn đề đó đâu. Thực ra thế thì theo cái kinh nghiệm mà tôi nhận thấy là như này, những cái con chuồn hương mà nó càng dữ, đặc biệt là cái con cái ấy, thì cái việc chăm sóc con của nó rất tốt. Nó rất là khi mà đẻ ra nó có cái ý thức bảo vệ con của nó rất là tốt đó. Ví dụ như là người lạ đến hay là làm sao đó thì nó bảo vệ con nó, và nó phải nói là nó cũng rất là chăm con nó. Nên là chúng ta thấy rằng đối với những con chuồn hương dữ thì thứ nhất là chúng ta cũng thuần nó bằng cách là hàng ngày ấy, cho ăn đấy, thì chúng ta có những cái động tác được cử chỉ nó thân thiện hơn, nên nó cũng cảm thấy là cái đấy là cái độ an toàn chứ không phải là đem đến một cái mối nguy hại mà nó phải đề phòng đó. Thì quay trở lại vấn đề để với cách làm chuồng cái vật để bắt con chuồn hương, thì con chuồn hương nó dữ cho nên là chúng ta không thể bắt bằng tay được, nó cắn rất là đau. Nhiều bà con hỏi là khi mà con chuồn hương nó cắn như vậy thì nó có bị chuyển cái bệnh dại cho người hay không, hay là nó có bị bệnh gì không. Thì bà con yên tâm, đối với con chuồn hương thì nói chung là khi mà chúng ta nuôi đấy, ít nhiều cũng bị cắn 3-4 lần là bình thường, đấy là ít đấy. Thế còn cái việc mà nó cắn thì đúng là nhức thật, nhưng mà nó không có gây nguy hại, không có truyền bệnh dại cho chúng ta, nên là chúng ta cũng không cần phải đi chích ngừa khi mà bị con chuồn hương nó cắn. Tôi cũng bàn tay thực sự là nhiều khi cũng tè tua vì con chuồn hương nó cắn chứ không phải không đâu. Nhiều khi chúng ta để đói quá đó, chúng ta thò tay vào để chúng ta đưa cái máng ăn, đưa mồi ăn cho nó mà nó bay lên nó táp thì nó trúng tay của chúng ta đó. Thì cái vợt ấy, đầu tiên bà con lưu ý như này là chúng ta làm cái vòng tròn này nó nhỏ thôi, đừng làm vòng tròn lớn quá mà đưa vào nó khó, kể cả là con chuồn lớn cũng vậy. Thì nói chung là cái chiều cao lý tưởng thì nó tầm khoảng 25cm là vừa, 25-30cm là vừa thôi nhé. Đó, và chúng ta nên làm khoảng 3 cái vợt. Bà con cứ làm nhiều đi. Tại sao thì làm nhiều, để chút nữa tôi sẽ chia sẻ cho bà con. Làm 3 cái hoặc 4 cái cũng được. Thì đây là cái vợt để bắt con chuồn hương. Nó có cái chiều dài túi là nó rơi vào tầm khoảng 8 tấc. Cái này thì nó bị rách một lỗ rồi, cái này thì tôi cũng sẽ khâu lại. Thì đối với cái vật này á, chúng ta có thể là bắt con chuồn hương lớn này hoặc là những cái con chuồn hương nhỏ. Thì cái lưới dày như này này,
để chúng ta bắt con tròn hương nhỏ nó dễ hơn. Khi chúng ta làm cái túi dài như này thì nó dễ. Đấy, chúng ta đưa, nói chung là khi mà bắt con tròn hương thì chúng ta đưa từ từ cái vợt vào chứ đừng làm quá. Đấy, rồi chúng ta lừa nó thì nó sẽ chui vào trong cái vợt đó. Cái thứ hai nữa là cái chiều dài cán. Cái chiều dài cán thì nó chỉ khoảng 50 phân là lý tưởng rồi. Đấy, 50 phân. Với cái này nữa là khoảng 25 phân. Đó, là khoảng 70, 75 đó, hoặc là 60 cũng được. Thì đây là cái vợt đầu tiên. Bà con nên chọn mua cái loại lưới chắc nha. Đó, để chúng ta bắt con tròn hương, đặc biệt là con tròn hương baby, nó không có bị lọt. Đó, cái thứ hai nữa, cái mẫu vợt này. Đó, cái mẫu vợt này ấy, thì bằng lưới thưa. Đấy, bằng lưới thưa này. Thì trong cái video cách đây cũng vài tháng ấy, thì tôi cũng chia sẻ với bà con về cái cách mà chúng ta làm cái hộp, cái đoạn khúc nhựa đấy, phi 140 đấy, để chúng ta hoặc là 114 đấy, để chúng ta bắt con tròn hương vào đó để chúng ta bơm thuốc hay là bơm dinh dưỡng cho nó khi mà con tròn hương nó bị bệnh chẳng hạn. Thì nói chung cái ống đó là chúng ta đưa vào đấy thì việc mà chúng ta bơm thuốc, bơm thức ăn cho nó thì nó cũng dễ thôi. Thế tuy nhiên là đối với những có những con thì nó rất là khó, khi mà chúng ta đưa vào được lần đầu tiên thì nó chui vào, nhưng lần thứ hai trở đi thì nó biết là vào đấy nó không an toàn, nguy hiểm, cho nên là nó cũng không có chui vào. Thì việc mà chúng ta làm cái ống như vậy nó cũng sẽ khó khăn. Đấy. Cho nên là bây giờ thì tôi xin chia sẻ với bà con một cái cách mà chúng ta cho nó uống thuốc hay là chúng ta trích nó dễ dàng, thì chúng ta mua cái lưới như thế này. Đó, lưới cái kích cỡ khoảng 1 cm hoặc 1,5 cm hoặc là rộng hơn một chút xíu cũng được. Đó. Thì cái cán thì nãy tôi cũng chia sẻ, cái cán này thì nó hơi ngắn này. Đó, cái vật này thì chúng ta chiều dài cán này, khoảng 50 cm thì vừa, nhưng mà tôi bắt quen thì tôi dùng cái vật cán ngắn như thế này. Đó. Thì cái vật mà lưới như này á, nó rất là tiện, chúng ta không cần phải dùng cái ống như các cái video trước tôi chia sẻ đấy. Thì bà con cho cái con tròn hương nó vào đây. Đó. Đó. Cho con tròn hương vào đây rồi sau đó là chúng ta quấn chặt lại. Đó. Chúng ta siết chặt lại như này. Đó. Càng siết chặt thì càng tốt. Đó. Thì con tròn hương nó sẽ nằm ở trong cái khu vực này. Đó. Và tốt nhất là bà con phía cái đuôi này chúng ta làm cái đuôi chuột nhé. Đuôi chuột dài ra thì càng tốt. Để làm gì? Để chúng ta cầm. Chúng ta cầm là một tay cầm, một tay xoắn siết như thế này. Đó, con tròn hương nó nằm gọn ở bên trong. Đó. Thì lúc đấy là chúng ta bơm dinh dưỡng cho nó cũng rất là dễ. Đó. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta trích cho nó cũng rất là dễ. Đó. Thì đấy, xin chia sẻ với bà con về cái vợt này. Đó. Tuy thì nó đơn giản thôi nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng không biết phải làm sao, rất là loay hoay để mà bắt được cái con tròn hương. Đó. Thì với những cái vợt như này đấy, thì bà con cứ nên làm nhiều vào, 2 hoặc 3 hoặc 4 cái vợt đi. Ví dụ như là cái vợt nào mà bắt con tròn hương khỏe đấy, thì chúng ta để riêng. Còn cái vợt nào mà bắt cái con tròn hương bị bệnh đấy, thì chúng ta phải bắt riêng nữa. Đó. Khi mà bắt xong thì chúng ta nên ngâm bằng xà bông 1-2 ngày, ngâm xà bông đặc á. Chúng ta ngâm nó xong bắt đầu sau đó là chúng ta giặt đi, rồi xong đó là phơi ở ngoài nắng, thật là nắng. Đó. Như vậy thì nó mới chết được các cái con vi khuẩn, virus. Đó. Thì đấy là cái video chia sẻ với bà con về cái cách mà chúng ta làm vợt. Đó. Thì video này đến đây là hết nha, hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau. Và cũng rất mong bà con tiếp tục ủng hộ cho kênh Chuyện Nhân Ông, cũng như là tất cả các cái đóng góp ý kiến của bà con thì tôi cũng lắng nghe. Và bà con cần cái tư vấn gì đấy thì bà con điện và nhắn tin trực tiếp qua điện thoại hoặc là Zalo, chứ còn bình luận ở trên kênh thì tôi chỉ trả lời được ngắn thôi, không được cụ thể, không được chi tiết, thì mong bà con thông cảm. Và hẹn gặp lại bà con ở các cái video sau nhé.